chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tại những vùng đồng quê như thế này thì sau mùa thu hoạch trên những thửa ruộng sẽ còn trơ lại những gốc rơm, gốc dạ. Đây chính là những gốc rơm, gốc dạ còn trơ lại trên những thửa ruộng ạ. Và người dân nơi đây thì dùng những gốc rơm dạ này để phơi khô làm phân bón cho cây trồng. Nhưng trong chuyên mục khởi nghiệp ngày hôm nay thì chúng tôi lại muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn một sản phẩm cũng đặc biệt được làm từ gốc rơm, gốc dạ nhưng lại có giá trị kinh tế cao hơn và thân thiện với môi trường. Và hãy cùng đồng hành với chúng tôi trong những phút tiếp theo của chương trình khởi nghiệp để khám phá về sản phẩm đặc biệt này nhé. Viên nén mùn cưa, một dạng năng lượng tái tạo rất là an toàn, thân thiện với môi trường. Tôi lấy động lực của một câu nói là khi nào trồng cây lúa có bát cơm ăn ngay, không phải trải qua quá trình đun nấu thì lúc đó tôi mới hết việc. Xin chào chị Phương, cảm ơn chị đã đến với chương trình của khởi nghiệp ngày hôm nay. Và tôi cũng như quý vị khán giả rất tò mò muốn biết là chị đang làm công đoạn nào trong việc chế biến cái viên nén mùn cưa vậy chị? Tôi đang làm công đoạn là vận chuyển cái nhiên liệu để về máy sấy ạ. Vậy thì cái nhiên liệu này là cái sản phẩm gì đấy ạ? Nhiên liệu này đó là sản phẩm là mùn nghiền từ các gỗ, rồi thì các rác bốc mà trong quá trình người ta làm nó bị hỏng. Chị ơi, thế thì tôi tưởng là những cái sản phẩm rơm dạ thì được sử dụng để sản xuất ra cái viên nén mùn cưa này à? Không, rơm dạ thì cũng có thể là sử dụng để làm ra viên nén. Nhưng mà do là rơm dạ là nó có thời vụ và cái việc mà mình đi thu gom nguyên liệu rơm dạ nó mất rất là nhiều thời gian. Chị ơi, không biết là cái ưu điểm của cái mùn nghiền này khi đưa vào sản xuất thì nó có lợi thế hơn so với những cái nhiên liệu khác không ạ? Mùn nghiền này thì là độ ẩm của nó thấp hơn so với các loại nhiên liệu khác. Mà mình lại bớt một công đoạn là không phải sàng. Tôi cũng rất muốn tham gia vào cái công đoạn sàng mùn cưa đấy ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi đâu thưa chị? Đến rồi, mời chị là đi mình đến cái khu sàng ạ. Viên nén mùn cưa hay còn gọi là viên gỗ nén là một dạng năng lượng tái tạo hiện được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Từ những nguyên liệu là mùn cưa hoặc dăm bào được nén dưới áp lực cao, khiến các chất keo có trong mùn cưa, dăm bào chảy ra và kết dính lại với nhau, tạo thành hình viên nén có bề mặt láng bóng. Hiện viên nén mùn cưa là nhiên liệu đốt lò thay thế cho năng lượng hóa thạch trong các nhà máy điện, lò sưởi và lò hơi trong các ngành sản xuất công nghiệp. Tiếp theo công đoạn mình chở nguyên liệu là công đoạn thứ hai là mình sàng để lọc bỏ những các tạp chất. Vậy thì sau khi lọc bỏ những cái tạp chất này thì mùn cưa sẽ được đưa vào đâu chị? Sau khi mình lọc bỏ những tạp chất thì mùn cưa này sẽ đi vào vít tải để mình chuyển tiếp công đoạn sấy. Công đoạn sấy nguyên liệu thì diễn ra trong khoảng bao nhiêu lâu ạ? Do là sấy mình là máy sấy đốt trực tiếp nên là nó diễn ra rất là đều, tức là nhiên liệu đi vào qua cái bom sấy thì đạt độ ẩm từ 8 đến 13% thì đủ độ ẩm để cho vào máy nén. Chị ơi, thế thì nếu mà thời tiết lạnh và trời nồm như là đầu xuân thì có gặp khó khăn gì trong cái việc sản xuất viên nén mùn cưa không ạ? Có, do là độ ẩm của không khí nó cao nên là trong quá trình mà mình sấy nếu như không làm ngay thì buổi hôm sau là mùn cưa dễ bị là hấp ẩm thì mình lại phải sấy lại cái nhiên liệu đó. Từng có công việc kế toán ổn định trước đó nhưng chị Phương vẫn quyết định từ bỏ để khởi nghiệp với con đường của riêng mình. Bắt đầu với số vốn tự có của gia đình là 15 triệu đồng. Thời gian đầu chị Phương sản xuất bếp chấu không khói nhưng dần thấy không phù hợp nên đã chuyển sang sản xuất viên nén mùn cưa và bếp đun mùn cưa. Bắt đầu từ năm 2012, tự nghiên cứu học hỏi qua tài liệu, những khó khăn về máy móc, vốn ban đầu không hề nhỏ, đã có những lúc sản phẩm hỏng khiến chị muốn từ bỏ con đường. Nhưng đến nay, sản xuất đã đi vào ổn định, sản phẩm được nhiều hộ dân tại địa phương đón nhận và sử dụng. Đun cái viên nén mùn cưa đấy, cái là nó thuận hơn, rẻ hơn. Bởi vì là cái viên này nó sạch, không khói, không mùi.
Chị Phương ơi, chỉ cần đưa những cái mùn cưa mình đã sàng vào chiếc máy này và đã cho ra những cái sản phẩm viên nén mùn cưa như thế này. Vậy thì chiếc máy này có gì đặc biệt hả chị Phương? Chiếc máy này là do chồng tôi là kỹ sư tự động hóa tự chế tạo ra cái máy này để tạo ra những cái viên nén được như thế này mà các bạn có thấy là nó đang bốc hơi. Nhưng nó rất là nóng. Chị Phương ơi, phải mất bao lâu thì anh Hưng mới chế tạo ra cái chiếc máy này ạ? Chồng tôi là vừa là thử nghiệm vừa là nghiên cứu thì mất khoảng 2 năm thì mới cho ra đời được cái máy như các bạn đang nhìn thấy đây. Nhưng mà đây là bộ máy hoàn chỉnh hơn trước đây. Sơ khai thì là bộ máy nó nhỏ hơn và công suất nó không đạt được như bây giờ. Chị có thể chia sẻ là bao nhiêu nguyên liệu thì cho ra được một tạ thành phẩm đó? Tùy theo độ ẩm, nếu như mùn keo thì là độ ẩm 50-50. Tức là mình một tạ cái sản phẩm, một tạ cái mùn cưa thì sẽ ra được 50 cân viên nén. Còn nếu như là mùn lim nghiến thì một tạ viên mùn cưa có thể ra khoảng 600 đến 650 cân viên nén thành phẩm. Sau 5 năm vừa sản xuất vừa cải tiến kỹ thuật, đến nay khu nhà xưởng rộng hơn 1.000 m2, sản xuất ổn định với sản lượng khoảng 40 tấn một tháng. Hiện mỗi năm cơ sở cho doanh thu khoảng 1,2 đến 1,5 tỷ đồng. Ngoài cung cấp sản phẩm, hiện cơ sở của chị Phương còn bán và chuyển giao máy sản xuất viên nén mùn cưa cho khách hàng. Năm 2014, viên nén mùn cưa và bếp đun mùn cưa vinh dự được bình chọn là sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Bản thân chị Phương cũng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. Và cái hiệu quả thứ nhất của viên nén mùn cưa là trong năm gần đây chúng tôi đang thực hiện cái mô hình xây dựng nông thôn mới và cái vấn đề môi trường rất là quan trọng. Chúng tôi cũng đang cố gắng để khắc phục cái vấn đề môi trường. Nhưng mà đến cái viên nén mùn cưa này thì tôi cho rằng đây là một điểm sáng về cái môi trường. Chị Phương ơi, đây có phải là những sản phẩm cuối cùng mà để dùng để đun nấu và dùng trong sản xuất phải không chị? Và đây những cái viên mà các bạn đang nhìn đây đó là viên nén thành phẩm. Vậy thì cái giá của cái sản phẩm viên nén mùn cưa này có cao không chị? Giá thành của sản phẩm viên nén này hiện tại là tôi đang tiêu thụ trên thị trường là nó dao động từ 2.200 đến 2.500 đồng trên 1 kg. Cũng không đắt, rất rẻ đâu đúng không ạ? Vậy thì quay trở lại với quá trình khởi nghiệp của chị. Khi mà chị chọn cho mình con đường là sản xuất viên nén mùn cưa này thì chị đã gặp những khó khăn gì? Mới đầu là do là cái sản phẩm viên nén mùn cưa này là sản phẩm mới. Nên là khi đi vào sản xuất và nghiên cứu cái sản phẩm này thì tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Khó khăn trước nhất là không biết là sản xuất cái viên này nó ra sao. Và người ta hỏi tất cả mọi người thì đều bảo viên nén mùn cưa tôi không biết nó sử dụng mục đích gì, như thế nào. Chị có thể chia sẻ thêm về cái nguyên do mà chị chọn lựa cái sản phẩm viên nén mùn cưa này được không ạ? Tôi thấy là gia đình nhà tôi là xuất thân từ thuần nông. Hàng ngày việc đun nấu vẫn sử dụng rơm dạ rồi củi mùn cưa. Mà hiện tại là gia đình tôi gần hai làng nghề là làng nghề Mộc Xuân Phương và làng nghề Mộc Phú Lâm. Cái lượng mùn cưa và vỏ bao rất nhiều. Hàng ngày mọi người đều phải đổ ra sông đốt, gây rất là nhiều ô nhiễm môi trường. Thì tình cờ là tôi có lên trên mạng và có một vài trang web là thấy có cái viên nén mùn cưa. Nên là tôi thấy rất là thích hợp. Hiện tại thì cái đầu ra chủ yếu của mình là cho những đơn vị nào ạ? Trước đây là tôi cung cấp cho các trường mầm non, các hộ gia đình. Nhưng hiện tại bây giờ thì tôi đang cung cấp cho các công ty liên doanh vốn của Hàn Quốc nhưng mà mở tại Việt Nam. Được biết là chị cũng đang đầu tư một số cơ sở sản xuất ở những cái vùng lân cận. Vậy thì cái quá trình đấy đang được chị triển khai như thế nào? Hiện tại bây giờ thì nhà tôi đã có 3 xưởng ở các tỉnh khác nhau, cũng là tôi đầu tư liên kết với các hộ gia đình để cùng nhau là tôi đầu tư máy móc rồi họ trực tiếp sản xuất. Sau tôi sẽ bao tiêu hoàn toàn cái sản phẩm và tôi cũng muốn là thành một cái chuỗi liên kết cả đầu vào lẫn đầu ra.
Vâng, cảm ơn chị Phương về những chia sẻ ngày hôm nay và những cái trải nghiệm rất là thú vị đối với các công đoạn sản xuất viên nén mùn cưa. Cảm ơn các bạn. Vâng, và đến đây thì thời lượng của chuyên mục khởi nghiệp của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.